kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Ông Medvedev không bắt sống lính NATO ở Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tuyên bố, Nga sẽ không bắt sống binh sĩ NATO nếu họ tham chiến ở Ukraine. Thay vào đó ưu tiên tiêu diệt những người bạn ở NATO đang có câu thần chú mới. Tất cả đều tuyên bố không có kế hoạch điều quân tham chiến ở Ukraine, mà chỉ đưa nhóm nhỏ binh sĩ đến huấn luyện và đóng quân ở một số thành phố. Thông điệp này nhằm trấn an người dân của họ và khẳng định phương Tây không gây chiến với Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên Twitter hôm nay. Ông Medvedev chỉ trích phương Tây, coi cả thế giới là kẻ ngốc, nhấn mạnh các binh sĩ NATO triển khai ở Ukraine sẽ phải chịu sự chỉ đạo của Kiev và trở thành một phần trong lực lượng vũ trang nước này đó là lý do cần đối xử với họ như kẻ địch chính sách duy nhất được áp dụng cho họ là không bắt tù binh cần trao thưởng tối đa cho những binh sĩ nga hạ được lính nato trên chiến trường đồng thời không trao trả thi thể những người đó phó chủ tịch hội đồng an ninh nga nói thêm giới chức cấp tỉnh và nhiều doanh nghiệp nga từng trao thưởng cho binh sĩ tiêu diệt khí tài phương tây viện trợ cho ukraine nhưng đây dường như là lần đầu quan chức Nga đề cập phương án trao thưởng cho những người hạ được binh sĩ NATO tại Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 26 tháng 2 tuyên bố phương Tây không loại trừ đưa quân đến Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều để ngăn Nga giành chiến thắng trong xung đột. Ông Macron sau đó giải thích tuyên bố không đồng nghĩa với việc Pháp sẽ địa quân tới Ukraine trong tương lai gần. Tuy nhiên, quan chức quân sự hàng đầu Pháp Terry Burkhardt gửi thư cho những người đồng cấp NATO, mô tả cách các đồng minh có thể hỗ trợ Ukraine khi đưa quân vào nước này. Một quan chức Pháp cho biết, những ý tưởng đó gồm huấn luyện quân đội Ukraine, vận hành các hệ thống phòng thủ và hỗ trợ tác chiến mạng. Nhiều quốc gia châu Âu và thành viên NATO cho biết sẽ không đưa quân tới Ukraine hoặc không cân nhắc điều này. Nga cảnh báo phương Tây điều quân tới Ukraine có thể gây ra đối đầu trực tiếp không tránh khỏi giữa NATO và Nga, nhận định nhiều nước đang khá tỉnh táo về nguy cơ tiềm ẩn trong hành động như vậy. Nga nói gì khi đối thủ NATO bước sang tuổi 75? Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga gửi thông điệp nhân dịp tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kỷ niệm cột mốc 75 năm thành lập. Cuộc phỏng vấn giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga với hãng thông tấn Sria Nga diễn ra trong ngày NATO kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh quân sự ngày 4 tháng 4 mức không nghiêm trọng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Rukko khẳng định Moscow không có ý định tham gia vào một cuộc xung đột với một quốc gia thành viên nào của NATO. Ông Rukko nói, mối quan hệ giữa Nga và liên minh quân sự này đang xấu đi một cách rõ ràng, có thể nhận đoán trước và tệ đi một cách có chủ ý. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết thêm, Washington đã đẩy tất cả các kênh đối thoại giữa Moscow và NATO đến mức không nghiêm trọng liệu khối quân sự đó có sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga hay chưa? Bạn cần phải hỏi chính xác các thành viên của NATO về vấn đề này. Còn chúng tôi, trong mọi trường hợp, không có ý định xung đột với các nước thành viên của liên minh này, ông Gutko nói rõ. Theo hãng thông tấn RIA, NATO đã chấm dứt hoàn toàn mọi hợp tác với Nga ở tất cả lĩnh vực dân sự và quân sự từ tháng 4 2019. Nguy cơ xung đột trực tiếp đầu năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập đến khả năng đưa quân đến Ukraine, khiến phía Moscow lập tức có phản ứng mạnh mẽ, đẩy khoảng cách giữa Nga và NATO ra xa hơn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc NATO đưa quân tới Ukraine sẽ khiến một cuộc chạm chán trực tiếp giữa Nga và nhóm do Mỹ dẫn đầu không chỉ có khả năng mà thực tế không thể tránh khỏi. Ông Peskov cho rằng mối quan hệ Nga-NATO đã trượt xuống mức đối đầu trực tiếp khi liên minh quân sự này tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và tiếp tục tiến về phía biên giới nước Nga. Tuy nhiên sau đó, đa số các nước NATO bác bỏ đề xuất của Tổng thống Macron. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố không có kế hoạch đưa lính NATO tác chiến tại Ukraine. Trong suốt 3 năm kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2, 2022, các nước thành viên NATO vẫn luôn ủng hộ Ukraine thông qua việc gửi một số vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD đến Kiev. Tuy nhiên, nguồn cung quân sự đó của Ukraine đang giảm dần khiến Kiev lo lắng. Theo hãng tin AFP, chiến sự Nga-Ukraine khiến khối liên minh này phải đối mặt với một trong những thử thách nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất thành lập quỹ hỗ trợ trị giá 100 tỷ euro trong vòng 5 năm cho Ukraine. Ông Stoltenberg cũng đang nỗ lực để NATO có thể tham gia một cách trực tiếp vào việc điều phối, vận chuyển hàng hóa, vũ khí sang Kiev. Đây là điều liên minh quân sự này chưa từng làm vì lo ngại một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow. Tuy nhiên, hãng tin AFP nhận định vẫn sẽ còn nhiều dấu hỏi đặt ra về nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ Ukraine. Dấu hỏi này dự kiến được các thành viên giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Washington, Mỹ vào tháng 7 tới. Nga sắp cắt đứt yết hầu tiếp tế của Kiev ở Robotin. Một diện biến mới đáng chú ý ở mặt trận Zaporizhia là quân Nga đang phát triển mạnh. Mũi xung kích của họ đã tiến tới gần tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine tới Robotin. Giao tranh ác liệt ở Tây Adipka Kênh Riba cho biết, tại khu vực Adipka, các cuộc đụng độ đã được quan sát dọc theo tuyến Semenyka-Berdichi. Được pháo binh hỗ trợ, ở phía tây Toninke, lực lượng Moscow đang tiến về Umansky. Kênh Suriyamab đưa tin, trên mặt trận tây bắc Donetsk, trong những giờ qua, Nga đã có những bước tiến mới ở làng Vô Điền nằm ở tây nam Adipka. Lực lượng Kiev ở Novomy kalipka bị ép mạnh. Kênh Suriyamab đưa tin, ở tây nam Donetsk, trong ba ngày qua, sau khi tấn công từ phía bắc, Chiếm lĩnh vành đai rừng và từ phía nam, nơi đã nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống chiến hào, lực lượng moscow gia tăng áp lực đối với nhóm binh sĩ Kiev đang trấn thủ ở Novomikhailivka. Điều quan trọng cần lưu ý là các bước tiến của Nga đang diễn ra dọc theo hai điểm cao mà việc chiếm được chúng sẽ khiến đối phương phải rút lui khỏi thị trấn này, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho yết hầu tiếp tế đến Uleda từ phía nam kotian tinipka. Nga sắp cắt đứt yết hầu đối phương ở Robotin. Theo kênh SGS trên mặt trận Zaporizhia, Nga đang chinh phục các khu vực xa hơn hướng tới Robotin. Hiện nay, các mũi xung kích của họ đã ở gần tuyến đường tiếp tế chính của lực lượng Kiev. Một khi bị đối phương cắt đứt thành công ít hầu này, nhóm binh sĩ Ukraine cố thủ ở thị trấn có thể sẽ phải rút lui do thiếu hậu cần. Kênh Riba gián tiếp xác nhận thông tin trên khi cho biết, tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Kiev đang thiết lập tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orykov. Dường như động thái này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc rút lui của các đơn vị đang bị ép mạnh ở Robotin. Quân đội Nga đang sử dụng ồ ạt UAV Lancet một cách hiệu quả nhằm phá hủy xe tăng, thiết giáp của đối phương. gia là chìa khóa cho bước đột phá lớn của Nga. Sergei Poleta, nhà phân tích chính trị và quốc phòng Nga, nói với Sputnik Ai kiểm soát Chasovia sẽ có được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Đây là một trung tâm phòng thủ của Ukraine bất cứ ai kiểm soát nó thực sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc Donetsk. Chasovya nằm trên một ngọn đồi cách Bắc Mút khoảng 7 km về phía Tây, được Nga kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Vị trí địa lý của thành phố này khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược vì nó nhìn ra khu vực xung quanh trong nhiều km. Quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố chưa đầy 1 km. Khi lực lượng Nga đang tiến gần đến Chasovya, họ sẽ kiểm soát các tuyến đường chính chạy vào thành phố. Theo một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Donetsk, tầm quan trọng của khu định cư với tư cách là trung tâm quân sự của Ukraine đang mở dần. Chuyên gia Poleta lưu ý rằng, hiện tại, cái gọi là Slavian và Kamato, một chuỗi thành phố kéo dài và gần như liên tục, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Đây là tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass kể từ năm 2014. Nhà phân tích cho biết, theo đó, để kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga cần phải chiếm được nó. Đây là một hoạt động rất nghiêm túc, Ngoại trừ cuộc đột kích bất ngờ vào tháng 2 năm 2022, Nga chưa tiến hành các cuộc hoạt động chiến lược có quy mô lớn như vậy. Do đó, cần đào tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này. Một trong những điều kiện đó sẽ là đánh chiếm cho Trong bản tin mới nhất, kênh Riba cho biết, tại khu vực Batmut, Quân đội Nga đang tiến về phía Chasovia từ phía đông, tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào các vị trí của đối phương trong tiểu khu Kana. Ngoài ra, còn có các cuộc giao tranh ở khu vực Stupki, Golubovsky. Nga đẩy mạnh tấn công bằng cơ giới hóa ở chiến trường Ukraine. Theo quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga đang gia tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên khắp chiến trường Ukraine. Các nhà phân tích của ISW chỉ ra rằng, trong hai tuần qua, các lực lượng Nga dường như đã tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ vào một số khu vực nhất định, cho thấy sự gia tăng đáng chú ý về tổng số các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga trên toàn bộ chiến trường. ISW cho biết thêm, lực lượng của Moscow có thể tăng tốc chung của các hoạt động tấn công của họ ở Ukraine. Theo quy luật, việc tăng cường các cuộc tấn công cơ giới của Nga xảy ra đồng thời với việc tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ukraine. Về vấn đề này, ISW cho rằng, lực lượng Moscow có thể tăng cường tấn công nhằm gây thêm áp lực lên bộ chỉ huy Kiev khiến họ phải rút các hệ thống phòng không lùi ra xa tiền tuyến, đảm bảo an toàn hơn cho không quân Nga trong việc tăng cường các hoạt động ném bom để hỗ trợ các hoạt động trên bộ. Các nguồn tin Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng sự xuất hiện rời rạc và chậm trễ của các hệ thống mới của phương Tây ở Ukraine sẽ cho phép quân đội Nga thích nghi với chúng và giảm thiểu những lợi thế hoạt động mà các hệ thống này có thể mang lại cho lực lượng Kiev. Do đó, Politico đưa tin vào ngày 3 tháng 4 rằng các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết các hệ thống mới của phương Tây đã được chuyển giao quá muộn và không đủ số lượng để có tác động một cách hiệu quả nhất trên chiến trường. Trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công mới vào mùa hè, nguy cơ cao là tiền tuyến sẽ sụp đổ. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo của ISW ngày 3 tháng 4. Thứ nhất, lực lượng Moscow dường như đã tăng số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới hóa trên bộ dọc theo các khu vực nhất định của mặt trận trong hai tuần qua, cho thấy sự gia tăng rõ rệt về số lượng các cuộc tấn công cơ giới hóa của Nga trên toàn bộ chiến trường. Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3 tháng 4, trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn, càng nóng bỏng và hai tâm điểm giao tranh ác liệt nhất hiện tại là Adipka và Bakhmut. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát. Thứ hai, quân đội Nga có thể đang tăng tốc độ chung của các hoạt động tấn công ở Ukraine. Thứ ba, các nguồn tin Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng sự xuất hiện rời rạc và chậm trễ của các hệ thống mới của phương Tây ở Ukraine sẽ cho phép Nga thích nghi và khắc chế những lợi thế mà các hệ thống này có thể mang lại cho lực lượng Kiev. Thứ tư, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokus hôm 22 tháng 3 đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể số lượng ứng viên tham gia nghĩa vụ hợp đồng trong bối cảnh có nhiều báo cáo về nỗ lực xây dựng quân đội Nga. Thứ năm, người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga Rostam Minikanov cảnh báo rằng các công ty và chính quyền địa phương phải tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine và không dựa vào phòng không Nga sau khi Kiev tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất quân sự và lọc dầu ở Tatarstan vào ngày 2 tháng 4. Thứ sáu, Ukraine và Phần Lan đã ký thỏa thuận an ninh song phương có thời hạn 10 năm. Thứ bảy, quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Bakhmut và Donetsk, cũng như ở khu vực biên giới hành chính của vùng Donetsk và Zaporizhia. Thứ 8, chính quyền Nga tiếp tục mở rộng phúc lợi xã hội cho quân nhân Nga. Sự thật về căn biệt thự biển xa hoa ở Florida được cho là Tổng thống Ukraine đã mua với giá 20 triệu USD. Theo trang tin Newsweek, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp các thành viên Quốc hội Mỹ vào ngày 12 tháng 12 để thối thúc vấn đề viện trợ trước mùa đông chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi hơn 75 tỷ USD tiền mặt và thiết bị đến Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Shalanda John, giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách thuộc Nhà Trắng, đã thông báo với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 12 rằng chúng ta đã hết tiền và gần như hết sạch thời gian. Theo Newsweek, đúng vào dịp Tổng thống Ukraine có chuyến thăm Mỹ, Lauren Quist, một nhà hoạt động cực hữu và là ứng cử viên thượng viện của đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Delaware vào năm 2020, đã nhắc lại tin đồn về việc ông Zelensky mua một biệt thự ở Florida, đồng thời kêu gọi Mỹ loại Ukraine khỏi nguồn tài trợ bổ sung cho cuộc chiến với Nga. Bà Quist cáo buộc trên mạng xã hội X trước đây là Twitter rằng ông Zelensky đã đưa người Ukraine đến cuộc chiến này và làm cạn kiệt kho bạc Mỹ, đồng thời mua một biệt thự xa hoa trị giá 20 triệu đô la tại bãi biển xinh đẹp của Florida để nghỉ ngơi. Bài đăng của bà Wix, bao gồm các bức ảnh về tài sản bị cáo buộc là của ông Zelensky, đã nhanh chóng thu hút 9,1 triệu lượt xem và được các tài khoản bảo thủ nổi tiếng khác đăng lại. Sự thật Theo Newsweek, đây không phải là lần đầu tiên tin đồn về Tổng thống Zelensky này được đưa ra. Vào tháng 4 năm 2022, cựu chính trị gia người Canada Nicolas Sturgeon đã cáo buộc ông Zelensky chiếm đoạt viện trợ của Ukraine trong một bài đăng trên Facebook, cho rằng Tổng thống Ukraine sở hữu 15 ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà trị giá 35 triệu USD ở Florida và ba máy bay riêng. Bài viết sau đó đã bị xóa. Theo một bài kiểm tra thực tế, phát check trên trang PolitiFact vào năm ngoái, tin đồn về tổng thống Ukraine này đã được đưa ra sớm nhất đến từ một bài đăng trên trang. Evrimfit, một ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo PolitiFact, trang Evrimfit chuyên đăng các bài viết của các tác giả ẩn danh, PolitiFact kết luận rằng tin đồn này là sai sự thật. Theo Newsweek, Kết quả truy dấu hình ảnh của các bức ảnh được bà Witt chia sẻ sẽ đưa tới một địa chỉ bất động sản trên đại lộ Bonvetra ở bãi biển Bonvetra, Florida. Hồ sơ tài sản công từ quận St. Johns, thuộc tiểu bang Florida cho thấy, ngôi nhà rộng hơn 6.000 m2 được mua lần cuối vào tháng 4 năm 2019 với giá 6,3 triệu USD bởi một cặp vợ chồng mà Newsweek xác định là chủ sở hữu của một công ty môi giới độc lập có trụ sở tại Atlanta, Mỹ. Theo Newsweek, giá trị thị trường ở thời điểm hiện tại của bất động sản này ở mức gần 8 triệu USD. Thông tin tương tự có thể được tìm thấy trên các trang tin bất động sản như Zillow, realtor.com và Redfin. Lachlan Mackay, một nhà báo điều tra từng làm việc cho các trang Axios và The Daily Beast, cũng truy tìm cáo buộc của bà Weitz từ một bài đăng trên trang DC Weekly, một website được điều hành bởi nhà lý thuyết âm mưu người Mỹ John Mark Dugan người đã trốn khỏi Florida đến Moscow vào năm 2016. Bài đăng trên DC Weekly cáo buộc ông Zelensky mua biệt thự tại bãi biển Vero được viết bởi nhà báo nổi tiếng Jessica Devlin, nhưng mà Kay lưu ý rằng hình ảnh tác giả mà Devlin sử dụng thực ra là của một nhà văn ở New York tên là Jetty Batalion. Truyền thông nhà nước Ukraine trước đây cũng từng đưa tin Devlin sử dụng ảnh của Batalion làm ảnh đại diện của mình. Newsweek kết luận rằng tin đồn về việc tổng thống Ukraine Zelensky đã mua một biệt thự trị giá 20 triệu USD ở bãi biển Vero, Florida, Mỹ là sai. Mặc dù tổng thống Zelensky và các đối tác kinh doanh của ông có một số công ty và tài sản ở nước ngoài, nhưng theo các giấy tờ tài chính bị rò rỉ vào năm 2021, không có tài sản nào trong số đó ở Florida và ngôi nhà ở Florida được cho là của ông Zelensky thực ra thuộc về một cặp vợ chồng đã mua bất động sản này hơn 4 năm trước. Vợ tổng thống Ukraine vướng lùm xùm mua rẻ căn hộ hạng sang ở Crimea. Vợ tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Volodymyr Zelensky đã mua một căn hộ cao cấp từ nhà tài việt Oleksandr Buriak với giá chưa đến một nửa giá thị trường theo hồ sơ tài sản và thu nhập chính thức. Reuters cho hay, thỏa thuận về căn hộ hạng sang tại khu tổ hợp Emperor ở bờ biển đen cho thấy gia đình ông Volodymyr Zelensky đã hưởng lợi từ một giao dịch với một nhà tài việt. Cụ thể, vợ tân tổng thống Ukraine Zelensky, bà Olena Zelenska, đã mua căn penthouse 3 phòng trên bán đảo Crimea với giá 163.893 USD vào tháng 4 năm 2013 theo bản kê khai thu nhập và tài sản do chồng bà nộp, cũng như theo đăng ký bất động sản tại Ukraine. Việc mua bán này diễn ra một năm trước khi Nga xác nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này. Trong thương vụ trên, vợ ông Volodymyr Zelensky chi số tiền khoảng 1.263 USD cho mỗi mét vuông. Trong khi đó, danh sách kê khai giá bất động sản năm 2012 trên trang bất động sản Ukraine vào thời điểm đó cho một căn hộ ở khu Embero là khoảng từ 3.500 đến 4.000 USD trên mét vuông. Danh sách thứ hai về tòa nhà này năm 2012 trên website bất động sản Indoor estate.ru cho hay mức giá tối thiểu là 2.800 USD trên mét vuông. Một đại lý bất động sản Crum giấu tên xác nhận với Reuters rằng các căn hộ tương đương với các căn hộ trong khu Embero vào năm 2013 thường được bán với giá dao động từ 2.500 đến 3.000 USD trên mét vuông, nhưng có thể lên tới 5.000 USD. Theo Reuters, cả ông Zelensky và vợ ông đều không trả lời các yêu cầu bình luận được gửi tới nhóm chiến dịch tranh cử cũng như công ty mà ông đồng sở hữu. Doanh nhân Buryak, chủ sở hữu căn hộ này, theo tài liệu đăng ký trước khi bán cho vợ chồng Zelensky, từ chối bình luận. Khu tổ hợp Embero tọa lạc trong công viên xanh nhìn ra biển đen tại khu nghỉ dưỡng Yalta trên bán đảo Rum. Bên cạnh khu tổ hợp có cặp sư tử đá ngay lối vào này là cung điện Livadia nơi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt lưu trú trong thời gian tham gia hội nghị Yalta với nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin và Thủ tướng Anh Winston Churchill cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Bà Zelenska là chủ sở hữu hiện tại của căn hộ trong khu Emberon này trong đăng ký bất động sản của Ukraine. Căn hộ nêu trên được đại lý bất động sản Rejon 82 niêm yết bán hồi tháng 4 năm nay với giá là 790.668 USD, gấp hơn 4 lần giá mua trong năm 2013, hoặc tương đương 5.195 USD trên mét vuông. Thị trưởng Kiev mua biệt thự gần 6 triệu USD. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko công bố giao dịch liên quan đến căn biệt thự ở Hamburg, Đức, trị giá gần 6 triệu USD, trang tin Strana của Ukraine đưa tin dựa trên tờ khai thuế của chính trị gia này. Hồ sơ cho thấy ông Lisko đã nhận căn biệt thự rộng 750 m2 vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 như một khoản trả nợ từ Maximum 1, một công ty có trụ sở tại Mỹ, ban đầu thuộc sở hữu của em trai ông là Vladimir Lisko. Quyền sở hữu công ty nói trên được chuyển giao cho ông Vitaly vào tháng 5 năm 2003, theo Strana. Sau đó, ngôi nhà có giá 227 triệu Hivina, gần 6 triệu USD được chuyển cho thị trưởng Kiev. Ông Vitaly Lisko là cựu võ sĩ chuyên nghiệp đã giành được nhiều chức vô địch hạng nặng trên thế giới trong sự nghiệp đám bốc. Ông và em trai Vladimir từng thống trị quyền Anh hạng nặng từ năm 2006 đến 2015, giai đoạn được nhiều người gọi là kỷ nguyên Klitschko. Ông Vitaly tuyên bố giả từ thể thao chuyên nghiệp vào năm 2013 và bắt đầu sự nghiệp chính trị, trở thành thị trưởng Kiev vào năm 2014. Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2013, ông Vitaly từng nói mình đã sống ở Đức 13 năm. Vào năm 2016, có thông tin cho rằng ông sở hữu tài sản ở Hamburg, đứng tên vợ và con gái, nhưng số tài sản này chưa bao giờ được kê khai. Vào tháng 9 năm 2023, Vekhovna Rada, quốc hội của Ukraine thông qua dự luật về việc nối lại cơ chế khai báo điện tử đối với các quan chức. Một tháng sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật đạo luật. Quy định khai báo nói trên đã được đình chỉ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Thị trưởng Kiev gần đây từng khẩu chiến với Tổng thống Zelensky. Đầu tháng 12 năm 2023, ông Lisko nói rằng mức độ ủng hộ đối với ông Zelensky đang giảm và ông ấy sẽ phải trả giá vì phạm sai lầm. Mọi người đều biết ai làm được việc, ai không. Trong quá khứ và hiện nay, vẫn còn rất nhiều kỳ vọng. Ông Zelensky sẽ phải trả giá cho những sai lầm ông ấy mắc phải. Thị trưởng Lisko nói trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức 20 Minutes của Thụy Sĩ. Ông Trump cam kết giúp Hải quân Mỹ bắt kịp Trung Quốc về năng lực đóng tàu. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nâng cao lực lượng đóng tàu của Hải quân Mỹ để có thể cạnh tranh với Trung Quốc nếu ông đắc cử. Trong cuộc phỏng vấn qua radio ngày 4 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi liệu ông có ý định tăng cường năng lực đóng tàu của Hải quân Mỹ để cạnh tranh với các đối thủ như Trung Quốc hay không. Có, chúng tôi đã định làm vậy và đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu này, ông Trump nói, đề cập thời kỳ bản thân còn tại nhiệm. Ông Trump cho biết, Mỹ khi đó có những tài năng tuyệt vời và đang chuẩn bị đóng các con tàu không thể tin được. Và rồi, ông ta xuất hiện và hủy bỏ hết, ông nói, nhắc tới Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden. Ông ấy không biết mình đang làm gì, ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đang gửi đi một thông điệp chưa từng thấy. Trong báo cáo Sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2023, Lầu Năm Góc cho biết Bắc Kinh có khoảng 370 tàu chiến. Các quan chức Washington được dự đoán con số này sẽ tăng lên 395 chiếc vào năm 2025 và 435 chiếc vào năm 2030. Trước khi đó, Hải quân Mỹ hiện có 370 tàu, dự kiến tăng tối đa 367 chiếc vào năm 2052 Báo cáo tình hình dò dỉ tháng 9 năm 2023 của Hải quân Mỹ cho thấy năng lực các nhà máy đóng tàu của Bắc Kinh có công suất 23,2 triệu tấn, trong khi con số này ở phía Mỹ là dưới 100.000 tấn. Hải quân Mỹ gần đây thông báo trì hoãn một loạt chương trình vũ khí quan trọng vì thiếu ngân sách, trong đó có dự án tàu ngầm SSN, khí tài được kỳ vọng giúp Washington thống trị lòng biển. Con tàu ban đầu được lên kế hoạch khởi đóng vào năm 2031, song sau, sau đó bị lùi tới năm 2035 trước khi tiếp tục bị hoãn tới năm 2040. Raja Menon, chuyên gia thuộc Quỹ Kennergy vì Hòa bình Quốc tế, nhận định tuy Trung Quốc chưa thể chiếm được vị trí số một trên biển của Mỹ trong tương lai gần, việc Bắc Kinh không ngừng tăng cường năng lực hải quân vẫn gây ra sức ép lớn đối với Washington, đặc biệt là với các tàu chiến Mỹ hoạt động ở Thái Bình Dương. Hơn thế nữa, năng lực của Trung Quốc trong lĩnh vực này gần như chắc chắn sẽ tiếp tục tăng về cả chất và lượng, ông nhận định. Ông Trump và ông Biden sẽ tái đấu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay. Kết quả thăm dò mới công bố cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông Biden tại 6 bang chiến trường quan trọng trong bối cảnh nhiều cử tri Mỹ bày tỏ lo ngại về cách điều hành nền kinh tế của chính quyền đương nhiệm. Nỗi lo về Trump phủ bóng sinh nhật lần 75 của NATO NATO được cho là đã trở nên đoàn kết hơn trước mối đe dọa từ Nga, Xong, viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng đang đè nặng tương lai của khối. Trong buổi lễ hôm 4 tháng 4 ở trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ, để kỷ niệm 75 năm khối được thành lập, các quan chức và nhà ngoại giao đã cùng nhau chúc mừng một liên minh lớn hơn với 32 thành viên và khăng khít hơn so với nhiều năm trước. Từ một khối quân sự bị coi là chết não, NATO đã lột xác nhờ xung đột Nga-Ukraine đã khiến họ thay đổi. Để đánh dấu thời khắc này, NATO đã đưa Hiệp ước Washington tài liệu thành lập liên minh từ Mỹ đến Brussels và trình bày tại Tổng Hành Dinh. Nhưng những lời chúc mừng về mối đoàn kết của khối nhiều lúc bị lấn át đi bởi các cuộc trò chuyện bên lề. Đáng chú ý nhất là về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, viễn cảnh khiến các thành viên NATO ở châu Âu thấp thỏm. Trong nhiệm kỳ của mình, Trump đã công khai ý định muốn rút Mỹ khỏi NATO, cho rằng liên minh này đã trở thành gánh nặng của Washington. Ông cũng tiết lộ từng đe dọa sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những đồng minh NATO không đáp ứng yêu cầu về chi tiêu quốc phòng của khối. Những tuyên bố của Trump đã làm giấy lên lo ngại rằng nếu tái đắc cử, lời lẽ của ông sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với NATO khi họ tìm cách hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu Nga. Trong những tuần trước đó, các lãnh đạo NATO đã không ngừng thảo luận về cách bảo vệ liên minh trước ảnh hưởng từ cựu Tổng thống Mỹ, song không đạt được nhiều kết quả. Với những người đặt niềm tin vào sứ mệnh của NATO, nỗi lo sợ về những gì sắp xảy ra chỉ càng lớn thêm. Liên minh này trong 75 năm qua đã thực hiện chính sách những gì nó được lập nên để làm. Đó là cải thiện an ninh tập thể của các thành viên, Trung tướng Mỹ về hưu Ben Hodges, cựu tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu nói. Tuy nhiên, ông lưu ý NATO sẽ bị ảnh hưởng nếu các đồng minh mất niềm tin trước cam kết của Washington về việc bảo vệ họ. Nếu ông Trump điều hành chính quyền Mỹ, chúng ta có nguy cơ mất tất cả những thứ đó, Hodges nhấn mạnh. Hiện tại, NATO đang cố gắng hạn chế thiệt hại tiềm tàng bằng cách thuyết phục Trump và những người ủng hộ ông rằng liên minh xứng đáng được giữ vững. Tại các sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập khối diễn ra tuần qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cố gắng đề cập đến việc chia sẻ gánh nặng bất cứ khi nào có cơ hội. Theo giới quan sát, đây giống như một cái gật đầu tế nhị trước lời kêu gọi châu Âu phải làm nhiều hơn nữa phát ra từ phía Mỹ, đặc biệt là từ Trump. Tôi không tin vào một nước Mỹ đơn độc, cũng như không tin vào một châu Âu lẻ loi, Ông nói hôm 4 tháng 4, cùng nhau chúng ta sẽ mạnh mẽ và an toàn hơn. Liên minh cũng đang thảo luận cách để tách vai trò của NATO ở Ukraine khỏi nền chính trị Mỹ. Hôm 3 tháng 4, Tổng thư ký Stoltenberg đề xuất NATO cần tham gia sâu hơn vào các hoạt động của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, cơ quan do Mỹ dẫn đầu điều phối viện trợ quân sự cho Kiev và đặt mục tiêu tập hợp gói viện trợ quân sự lên tới 100 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Đề xuất này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng liên minh nhất trí về một mong muốn thể chế hóa khuôn khổ mạnh mẽ hơn để hỗ trợ Ukraine lâu dài. Karen Donfi, cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ, thành viên cấp cao tại trung tâm Harvard Binfer nhận xét. Dù vậy, bà cho biết việc nó đi đến đâu còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đàm phán diễn ra thế nào. Ý tưởng đằng sau kế hoạch trên là đảm bảo duy trì hỗ trợ tài chính và quân sự lâu dài cho Ukraine bất kể ai giữ trước Tổng thống Mỹ nhằm giúp Kiev tránh khỏi những làn gió chính trị đảo chiều ở Washington, như một lời nhà ngoại giao NATO. Các thành viên NATO đã đồng ý về một số khía cạnh của đề xuất, nhưng vẫn còn những khác biệt đáng kể và các cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn đầu. Theo hai quan chức giấu tên am hiểu vấn đề, một số đồng minh muốn NATO có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nhóm liên lạc vốn đang chủ yếu dựa vào đầu tàu Mỹ nhằm ngăn chặn kịch bản hoạt động của họ rơi vào hỗn loạn nếu ông Trump tái đắc cử. Xong, những người khác coi mô hình này vẫn vận hành ổn và không có lý do gì để sửa. Hôm 3 tháng 4, John Kirby, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, nhấn mạnh Mỹ không có ý định từ bỏ vai trò lãnh đạo trong nhóm liên lạc hỗ trợ Ukraine. Nhóm đã hoạt động rất hiệu quả, ông nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt, và chúng tôi biết rằng vai trò lãnh đạo của chúng tôi đối với nhóm liên lạc được đánh giá cao, điều đó rất quan trọng. Hôm 4 tháng 4, Tổng thư ký Stoltenberg vẫn giữ mọi thứ mơ hồ, cho biết trong cuộc họp báo rằng các chỉ huy quân sự hàng đầu của Liên minh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu một số loại cấu trúc được củng cố bởi một số loại cam kết tài chính. Đề xuất tập hợp gói viện trợ quân sự 100 tỷ USD cho Ukraine của Stoltenberg cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều đồng minh tỏ ra ngạc nhiên trước con số này, đặt câu hỏi liệu viện trợ đang được phân bổ có được tính vào cam kết không hay đây là một cam kết hoàn toàn khác. Cho đến nay, NATO vẫn chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng. Camille Cran, chuyên gia chính sách của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, trụ sở tại Berlin, cho biết con số 100 tỷ USD không phải một kế hoạch cụ thể mà đóng vai trò như một thông điệp chiến lược của NATO. Thông điệp đó là hãy nghĩ lớn và hành động vì Ukraine, ông nói. Theo ông NATO đang ngày càng chủ động hơn về chi tiêu quốc phòng, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng các quốc gia thành viên có thể lập tức huy động nguồn lực hay chính quyền Trump trong tương lai không thể tác động tới họ. Nếu chính quyền tiếp theo tại Mỹ quyết định chấm dứt mọi khoản viện trợ cho Ukraine, sẽ rất khó để các đồng minh NATO nói với họ rằng Này, bạn không thể làm thế, chúng tôi không đồng ý, Grant cho hay. John nhiệt áp Ukraine đánh sập đê tập kết của lính Nga Lực lượng Ukraine triển khai John mang đầu đạn nhiệt áp tập kích ngôi nhà nơi lính Nga tập trung, khiến công trình trở thành đống gạch vùng. Lữ đoàn cơ giới số 28 Ukraine ngày 4 tháng 4 đăng video triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, son FPV, tập kích ngôi nhà mà binh sĩ Nga kiểm soát tại khu vực, dường như là ở tỉnh Donetsk, nơi lực lượng này đang tác chiến. Video được quay từ camera của chiếc son FPV cho thấy thiết bị này di chuyển về hướng ngôi nhà rồi lao vào qua cửa sổ trước khi kích nổ và mất tín hiệu. Nửa sau video là hình ảnh quay từ góc độ khác về vụ tập kích, cho thấy chiếc drone đã biến ngôi nhà thành đống gạch vụn. Cứ điểm của đối phương đã bị phá hủy bởi drone FPV có sức công phá lớn. Tài khoản Telegram của lữ đoàn 28 bình luận không rõ thiệt hại cụ thể của lực lượng Nga sau vụ việc. Dựa vào video do lữ đoàn 28 đăng, giới chuyên gia nhận định lực lượng này đã sử dụng drone FPV gắn đầu đạn nhiệt áp trong vụ tập kích. Vũ khí nhiệt áp đã nhiều lần được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine, có thể tạo ra những vụ nổ có sức công phá lớn hơn một số vũ khí truyền thống nhờ cơ chế hai liệu nổ. Khi quả đạn chạm mục tiêu, liệu nổ thứ nhất sẽ được kích hoạt và phát tán rộng một hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy có dạng đám mây. Liệu nổ thứ hai sẽ kích nổ đám mây, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, sóng xung kích và vùng chân không có khả năng hút cạn khí oxy ở xung quanh. Cơ chế này khiến uy lực của đạn nhiệt áp tăng lên khi phát nổ trong môi trường kính như tòa nhà, bông ke hay chiến hào. Bộ Quốc phòng Anh từng nhận định các loại vũ khí nhiệt áp có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến những người chịu ảnh hưởng của vụ nổ thiệt mạng vì bị bỏng và tổn thương nghiêm trọng cơ quan nội tạng. Chuyên gia quân sự David Hamplin cho biết, Số cuộc tấn công bằng drone mang đầu đạn nhiệt áp đã tăng lên đáng kể gần đây, khi Ukraine sản xuất chúng với số lượng lớn. Ukraine dường như đang sử dụng drone có khả năng gây hiệu ứng nổ lớn này để bù đắp việc thiếu hụt đạn pháo khi tấn công vào các vị trí phòng thủ của Nga, ông nói thêm. Hamlin cho biết Nga dường như chưa triển khai drone FPV mang đầu đạn nhiệt áp trên chiến trường, dù thường xuyên sử dụng pháo phản lực TRS-1A trang bị đạn nhiệt áp. Ukraine có thể gián đoạn nặng nề vào công suất lọc dầu của Nga. Quan chức NATO cho biết, các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga có thể làm gián đoạn hơn 15% công suất. Về mặt thiệt hại, các cuộc tấn công có thể đã làm gián đoạn hơn 10%, thậm chí hơn 15% công suất lọc dầu của Nga. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, quá trình khắc phục có thể mất thời gian đáng kể. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức NATO cho biết hôm ngày 4 tháng 4. Theo quan chức NATO, ngày càng ít cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga có thể an toàn trước các cuộc tấn công. Theo tính toán của Reuters, Nga đã mất khoảng 14% công suất lọc dầu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Sunginov cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga bị hư hại sẽ hoạt động trở lại bình thường vào đầu tháng 6 cả Nga và Ukraine đều sử dụng máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, các căn cứ quân sự và nơi tập trung quân trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm. Ukraine tuyên bố tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây. Trong đó, có những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu nằm sau 1.000 km trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết Nga cũng tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine trong những tuần gần đây. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm ngày 4 tháng 4 đã nhắm vào các tòa nhà dân cư ở thành phố Kharkov và một cơ sở năng lượng ở khu vực lân cận, khiến một số người thiệt mạng và 350.000 cư dân sống trong cảnh mất điện. Quan chức NATO cho biết, Moscow có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công như vậy khi Nga tìm cách làm suy giảm khả năng phòng không của Ukraine. Chúng tôi dự đoán họ nga có thể sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để xuyên thủng hệ thống phòng không của ukraine và gây áp lực lên việc triển khai phòng không của ukraine điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ dành cho các hệ thống này nhằm bảo vệ các cơ sở của ukraine quan chức nato cho biết Tại cuộc họp Ngoại trưởng NATO ở Brussels hôm ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kubila đã kêu gọi liên minh viện trợ thêm các hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 xác nhận Nhà Trắng đã đề nghị Ukraine ngừng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay, Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích máy bay không người lái UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil. Mối quan hệ tay ba giữa CIA, MI6 và tình báo Ukraine bài báo điều tra mới được công bố của New York Times đã tiết lộ nhiều chi tiết bất ngờ về mối quan hệ tay ba giữa CIA và MI6 với lực lượng tình báo Ukraine. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, New York Times đã đăng tải một bài báo điều tra dài về cuộc chiến tranh gián điệp của Mỹ và Anh ở Ukraine. Bài báo công phu gần 8.000 từ được viết bởi hai nhà báo danh tiếng từ nhận giải Pulitzer là Adam Entos và Michael Swiss đây là một động thái hiếm hoi và đặc biệt trong bối cảnh xung đột đang có những diễn biến bất lợi cho Ukraine. Các tác giả đã thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn với các quan chức đường trước và cựu quan chức ở Ukraine, Mỹ và Châu Âu, hầu hết giấu tên do tính chất nhạy cảm của thông tin. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung tóm tắt của bài báo điều tra này câu chuyện của new york times bắt đầu từ một hầm ngầm bí mật được xây dựng để thay thế trung tâm chỉ huy bị phá hủy trong những tháng đầu xung đột với nga hầm ngầm này được cia tài trợ và trang bị một phần nằm trong một căn cứ quân sự của ukraine trong rừng nơi phía trên mặt đất đã bị phá hủy do một loạt tên lửa của nga tại đây tình báo ukraine đang theo dõi các vệ tinh gián điệp máy bay không người lái của nga và nghe lén cuộc trò chuyện giữa các chỉ huy nga new york times cho rằng mối quan hệ đối tác tình báo giữa Washington và Kiev là mấu chốt cho khả năng tự vệ của Ukraine, CIA và các cơ quan khác của Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho các cuộc tấn công tên lửa có mục tiêu, theo dõi các hoạt động di chuyển của quân đội Nga và giúp hỗ trợ các mạng lưới gián điệp. Có 12 địa điểm bí mật như vậy đã được xây dựng trong 8 năm qua dọc biên giới với Nga nhờ sự hỗ trợ của CIA. Các tác giả cho biết, từ năm 2016, CIA bắt đầu huấn luyện một lực lượng tinh nhuệ của Ukraine, được gọi là đơn vị 2245, chuyên nắm giữ máy bay không người lái và thiết bị liên lạc của Nga để các kỹ thuật viên có thể thiết kế ngược và bẻ khóa các hệ thống mã hóa của Moscow. Tướng Kirill Budanov, hiện lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, từng là thành viên của 2245, CIA cũng giúp đào tạo một thế hệ điệp viên Ukraine mới hoạt động bên trong nước Nga khắp châu Âu, ở Cuba và những nơi khác. New York Times cũng tiết lộ, khi người Mỹ sơ tán các nhân viên ngoại giao lúc xung đột xảy ra năm 2022, CIA vẫn để các sĩ quan ở lại một địa điểm xa xôi ở miền Tây Ukraine và tiếp tục chuyển cho Ukraine các thông tin tình báo quan trọng, bao gồm cả nơi Nga đang lên kế hoạch tấn công và hệ thống vũ khí nào sẽ sử dụng. Mối lương duyên của tình báo phương Tây và Ukraine như các tác giả bài báo mô tả vốn không phải là kế hoạch ban đầu của CIA bởi các quan chức Mỹ lo ngại người Ukraine không đáng tin cậy và lo lắng về việc khiêu khích điện Kremlin nhưng một nhóm quan chức tình báo Ukraine đã tận tình thuyết phục CIA năm 2015 tướng Valeriy Kondratyuk, khi đó là người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine trong cuộc họp với phó giám đốc CIA đã giao cho CIA một trong hồ sơ tuyệt mật về hạm đội phương Bắc của hải quân nga bao gồm thông tin chi tiết các thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga chẳng bao lâu sau. Các thành viên của CIA thường xuyên rời khỏi văn phòng của ông với ba lô chứa đầy tài liệu. New York Times mô tả, quan hệ tay ba của tình báo Ukraine với CIA và cơ quan tình báo Anh MI6 bắt đầu từ việc Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivaychenko gọi cho trưởng nhóm CIA và người đứng đầu MI6 ở Kiev nửa đêm 24 tháng 2, 2014 để yêu cầu giúp đỡ xây dựng lại cơ quan từ đầu và đề xuất quan hệ đối tác ba bên. Nhưng lúc đó, CIA khá ngập ngừng, bởi không biết chính phủ thân phương Tây sẽ tồn tại được bao lâu bởi cơ quan này từng chứng kiến mối quan hệ với tình báo Ukraina tan rã trước đây. Người Mỹ khi đó cũng lo ngại sâu sắc về việc khiêu khích Moscow nên đã đặt ra các quy tắc. Các quy định này cấm các cơ quan tình báo cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Ukraina mà có thể gây ra hậu quả chết người một quan chức Mỹ được dẫn lời trong bài báo nói rằng CIA dù không thể cung cấp cá cho người Ukraine nhưng có thể dạy họ câu cá và cung cấp mồi câu. Về phía Ukraine, tướng Kondratiuk cũng lập ra Cục năm một cơ quan bán quân sự với các sĩ quan trẻ không có mối liên hệ nào với Nga để thu thập các thông tin tình báo mà CIA và MI6 không cung cấp cho họ. Tất nhiên, bằng các kỹ năng và sự đào tạo của các đối tác phương Tây, năm 2015, Ukraine thành lập cơ quan tình báo quân sự SUR, tướng Kondratiuk, được bổ nhiệm làm người đứng đầu SHA có thêm quyền thu thập cả thông tin tình báo ở nước ngoài. Tướng Konradtyuk biết ông cần CIA để củng cố hút cơ quan của mình. Họ gặp khó khăn trong việc tuyển mộ gián điệp ở Nga vì các nhân viên đều bị giám sát chặt chẽ. Bài báo trích lời tướng Konradtyuk đối với một người Nga: Việc cho phép mình được tuyển dụng bởi một người Mỹ là phạm tội phản bội nhưng khi một người Nga được một người Ukraine tuyển dụng thì đó chỉ là bạn bè nói chuyện bên cốc bia mà thôi. Ông Konradtyuk đã đến Mỹ làm việc với CIA và trưởng nhóm CIA mới được cử đến Kiev tháng 1 năm 2016, Kondratiuk đến Washington và họp tại Scattergood, trụ sở của CIA ở Virginia. CIA đồng ý giúp SUA hiện đại hóa và cải thiện khả năng nghe lén các liên lạc quân sự của Nga. Đổi lại, Ukraine chia sẻ toàn bộ thông tin tình báo thô với người Mỹ. Sau đó, CIA bắt đầu cung cấp radio và thiết bị mã hóa để nghe các liên lạc bí mật. CIA cũng tiến hành một chương trình đào tạo ở hai thành phố châu Âu để dạy các sĩ quan tình báo Ukraine cách ngụy trang thuyết phục và đánh cắp bí mật ở Nga, cũng như các quốc gia thành thạo trong việc truy tìm gián điệp. Chương trình này có tên là Chiến dịch Goldfish, được triển khai tới 12 căn cứ tiền phương mới dọc biên giới Nga, nơi các sĩ quan Ukraine điều hành mạng lưới điệp viên thu thập thông tin tình báo bên trong Nga. CIA đã lắp đặt thiết bị tại các căn cứ để giúp thu thập thông tin tình báo và chọn ra một số thành viên hoàn thành chương trình Goldfish xuất sắc. Những người này sau đó đã đào tạo các điệp viên trên lãnh thổ Ukraine để tiến hành các hoạt động du kích. Thường phải mất nhiều năm để CIA xây dựng căn cứ ở nước ngoài để bắt đầu tiến hành các hoạt động chung với người Ukraine. Việc này chỉ mất chưa đầy 6 tháng. Mối quan hệ đối tác mới bắt đầu tạo ra nhiều thông tin tình báo thô sơ về Nga, đến mức phải truyền về trụ sở CIA ở Langley, Mỹ để xử lý. Các tác giả kể về câu chuyện của chính tướng Budanov, lúc đó là thượng tá thuộc đơn vị 2245, một người nổi tiếng với những hoạt động táo bạo sau phòng tuyến của Nga và có mối quan hệ sâu sắc với CIA. Vụ đột nhật Crimea của Budanov bằng thuyền hơi lúc đó thất bại, nhưng đã khiến Moskva tức giận Nhà Trắng cũng có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí một số cố vấn của ông Obama muốn đóng cửa chương trình của CIA. Việc ông Trump đắc cử vào tháng 11 năm 2016 đã khiến sự hợp tác giữa Ukraine và CIA gặp khó khăn, nhưng không dừng lại. Căn cứ trong rừng được mở rộng thêm một trung tâm chỉ huy và doanh trại mới. Số sĩ quan tình báo Ukraine tăng từ 80 lên 800 người. Tướng Budanov, người được ông Janetsky, bổ nhiệm lãnh đạo SUA vào năm 2020, nói về mối quan hệ đối tác. Nó được củng cố và phát triển một cách có hệ thống sự hợp tác mở rộng sang các lĩnh vực khác với quy mô lớn hơn. Sự thành công này khiến CIA muốn nhân rộng với các cơ quan tình báo châu Âu khác có chung mục tiêu chống lại Nga. Một cuộc họp bí mật tại The Hague của đại diện CIA MI6 của Anh, SUA, cơ quan tình báo Hà Lan, đã cho ra đời liên minh bí mật chống lại Nga và người Ukraine là thành viên quan trọng của liên minh đó. Sau sự kiện 24 tháng 2, 2022, các sĩ quan CIA là lực lượng hiện diện duy nhất của chính phủ Mỹ. Hàng ngày, họ gặp những người Ukraine liên lạc để trao đổi thông tin và cung cấp cho kiev nhiều thông tin quan trọng một số nhân viên cia đã được triển khai đến các căn cứ của ukraine họ xem xét danh sách các mục tiêu tiềm năng của nga mà ukraine đang chuẩn bị tấn công so sánh thông tin mà ukraine có được với tình báo mỹ để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác các tác giả của new york times đề cập đến một sự kiện được cho là điển hình của sự hợp tác tình báo tại ba này đó là vào tháng 7 năm 2022, các điệp viên Ukraine nhìn thấy đoàn xe Nga chuẩn bị vượt qua cây cầu chiến lược bắc qua sông Dnipro và thông báo cho MI6. Các sĩ quan tình báo Nga và Mỹ sau đó nhanh chóng xác minh thông tin tình báo của Ukraine bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh thời gian thực. MI6 chuyển tiếp xác nhận và quân đội Ukraine đã phóng tên lửa, phá hủy đoàn xe. Vài tuần trước, Giám đốc CIA William G. Burns đã đến Kiev trong một sứ mệnh được mô tả là để thể hiện cam kết rõ ràng với Ukraine trong nhiều năm tới. Nhưng giờ đây, một số sĩ quan tình báo Ukraine lo ngại việc Mỹ có thể cắt hàng tỷ USD viện trợ và khi đó CIA sẽ bỏ rơi họ như lời một sĩ quan cấp cao của Ukraine. Điều đó đã xảy ra ở Afghanistan trước đây và bây giờ nó sẽ xảy ra ở Ukraine. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các căn cứ của SUA và CIA vẫn tiếp tục hoạt động và thông tin vẫn được chia sẻ với cơ quan tình báo Mỹ. Vua cho vay cứu Trump khỏi khủng hoảng tiền phạt Ông Trump được báo lãnh án phạt bởi công ty bảo hiểm KSIC của tỷ phú Henki, người được mệnh danh là vui cho vay lãi cao với khách mua ô tô. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm ngày 1 tháng 4 đã nộp bảo lãnh 175 triệu USD cho số tiền phạt 464 triệu USD mà ông bị thẩm phán Autos Engono của Tòa sơ thẩm New York tuyên hồi tháng 2. Điều này chấm dứt hành trình gian nan mà Trump đã trải qua vài tháng qua để tìm được bên bảo lãnh khoản phạt cho mình, tránh nguy cơ bị chính quyền New York tịch thu tài sản. Theo hồ sơ tòa án, công ty bảo hiểm Knight Specialty Insurance Company KSIC, trụ sở bang California, là bên đã đứng ra bảo lãnh cho ông Trump. Đây là công ty con trong tập đoàn Henke Group. Chủ tịch là tỷ phú John Henke, người được mệnh danh là ông vua cho vay lãi cao để mua ô tô Los Angeles. Quyết định của tỷ phú Hankey được coi là động thái quan trọng, cứu vớt trăm khỏi cuộc khủng hoảng tài chính vì số tiền phạt quá lớn. Trước đó, nhóm luật sư của ông Trump thông báo đã tiếp cận 30 công ty bảo hiểm, nhưng không ai dám đứng ra bảo lãnh cho án phạt gần 500 triệu USD. Tỷ phú Hansky, 80 tuổi, cho biết KSIC đã liên hệ với đội ngũ ông Trump để bàn về phương án bảo lãnh khi biết cựu tổng thống gặp khó. Tôi nghe tin họ đang tìm bên bảo lãnh và đây là nghiệp vụ của KSIC. Chúng tôi có khả năng thanh toán và tôi rất vui được cung cấp dịch vụ, Hành kể. Tuy nhiên, nhóm của Trump dường như không đồng ý với thỏa thuận hợp tác cùng KSIC. Đến ngày 25 tháng 3, Tòa Phúc Thẩm New York đồng ý giảm mức bảo lãnh xuống còn 175 triệu USD và yêu cầu Trump thực hiện trong vòng 10 ngày. Trong khi đó tuyên bố ông có đủ tiền để tự nộp bảo lãnh, Hèn kể với Washington Post. Nhưng đội ngũ của Trump bất ngờ nối lại thương lượng với KSIC, hỏi liệu phía Hankey có sẵn sàng tham gia hay không, và tỷ phú này đồng ý. Luật sư của ông Trump ban đầu đề xuất thế chấp bằng 20% tiền mặt và 80% trái phiếu. KSIC đánh giá đây là những trái phiếu hạng A đáng đầu tư. Cựu Tổng thống sau đó quyết định thế chấp toàn bộ bằng tiền mặt. Hankey cho biết KSIC tính phí phải chăng với ông Trump nhưng từ chối nêu cụ thể thông thường các công ty bảo hiểm thu tiền phí tương đương 1 đến 3% giá trị bảo lãnh, số tiền này không được hoàn lại bất kể kết quả kháng cáo của cựu tổng thống. Thỏa thuận với KSIC cho phép Trump có thể giữ lại tiền và ít nhất ông ấy vẫn có thể xin lời từ tài sản thế chấp. Theo Hensky, KSIC đồng ý ra tay giải cứu Trump một phần vì nhất trí với những gì cựu tổng thống biện hộ trước tòa, rằng các doanh nghiệp vẫn thường thổi phòng giá trị một số tài sản của mình miễn là không ảnh hưởng đến các khoản vay của ngân hàng hay công ty bảo hiểm. Henke nói, công ty dịch vụ tài chính Westlake Financial Server của ông đã cung cấp khoản vay cho 1,5 triệu khách hàng và giá trị một số tài sản trong hồ sơ tín dụng gửi đến công ty thường được thổi phòng. Tỷ lệ thổi phòng tài sản là 75% hồ sơ xin vay, theo Hansky. Tỷ phú này làm ăn bằng cách cho những khách hàng có điểm tín dụng thấp hoặc hồ sơ tín dụng không đẹp vay tiền với lãi suất cao để có thể mua xe hơi, phương tiện đi lại được coi là không thể thiếu ở Mỹ. Lãi vay của Hensky cao hơn so với lãi ngân hàng và khách hàng sẽ bị phạt nếu tất toán sớm khoản vay. Tuy nhiên, khách hàng vay tiền của Henki thường là những người không có nguồn tiền nào khác để mua ô tô nên họ thường chấp nhận phí và lãi cao. Henki sau đó mở rộng hoạt động kinh doanh ra mảng tài chính, công nghệ, bất động sản và bảo hiểm. Điều hành Henki Group, đế chế có 8 công ty con, với tài sản được Forbes ước tính là 7,4 tỷ USD. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của một số công ty. Chúng tôi chỉ đang làm ăn và cố tránh các vấn đề chính trị hay chọn phe, Henke cho biết, thêm rằng ông từng tuyên quyền cho cả đảng Cộng hòa lẫn Dân Chủ. Chúng tôi rất vui vì có thể hỗ trợ cựu Tổng thống trong tình thế hiện tại, ông Henke trả lời ABC News. Tôi muốn nói rằng đây là một quyết định nghiêng về làm ăn hơn, nhưng tôi cũng là một người ủng hộ ông ấy. Thị phú này khẳng định, đã và sẽ hậu thuẫn Trump nhưng không phải là một nhà tài trợ lớn. thêm rằng việc ông ủng hộ ông Trump không liên quan đến quyết định bảo lãnh án phạt cho cựu tổng thống. tuy nhiên, Lisa Rubin, chuyên gia pháp lý của MSNBC, cho rằng quan hệ giữa Henki và Trump phức tạp hơn thế. tỷ phú Henki làm giàu từ ngành xe hơi và còn là cổ đông lớn nhất tại Bank. bà Rubin viết Bank rất quen thuộc bởi đây là công ty tài chính đã tài trợ cho các khoản vay thế chấp của ông Trump liên quan đến tháp Trump và khu nghỉ dưỡng Trump National Dora Miami năm 2022. Theo Rubin, hai khoản vay lần này lần lượt trị giá 100 triệu USD và 125 triệu USD đáo hạn vào năm 2032. Assos được cho còn có quan hệ làm ăn với gia đình Chase Kerner, con rể của ông Trump. Tháp Trump và Trump National Doran Miami đều có nguy cơ bị chính quyền New York tịch thu trong trường hợp ông Trump không thể nộp bảo lãnh tiền phạt. Theo giới quan sát, nếu không ai đứng ra bảo lãnh, các tài sản bị tịch thu của ông Trump có thể bị bán tháo để New York thu tiền về. Động thái sẽ khiến giá trị tài sản của ông Trump giảm đáng kể. Trong khi đó, Dan Alexander, cây viết của Forbes, mô tả Henke là một người thú vị. Ông ấy làm giàu từ các khoản cho vay mua xe hơi, trong những trường hợp mà bên khác không muốn nhận, Alexander trả lời phỏng vấn cnn, ông ấy sẽ nhìn vào các con số và nói được ông Trump có tài sản thế chấp, tôi có thể bảo lãnh và chúng ta sẽ kiếm được tiền từ thương vụ này. Alexander đánh giá việc kiev ic bảo lãnh án phạt là thắng lợi cho ông Trump bởi New York chưa thể tịch thu tài sản của cựu tổng thống và phải chờ nhiều tháng cho đến khi tòa phúc thẩm ra phán quyết cuối cùng. Tòa phúc thẩm New York dự kiến bắt đầu nghe tranh luận vào tháng 9 và chưa ấn định thời điểm cụ thể. Ông Trump cũng giảm thiểu được thiệt hại tài chính bởi trong trường hợp ông không có khả năng nợ phạt, KSIC sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Hiện chưa rõ KSIC sẽ thu hồi tiền bảo lãnh bằng cách nào nếu ông Trump kháng cáo thất bại và không có khả năng nộp phạt. Ông Trump có thêm 4 tỷ USD, lần đầu lọt nhóm 500 người giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tăng vọt lên 6,5 tỷ USD, lần lượt lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Theo The New York Post, ông Trump đã có thêm khoảng 4 tỷ USD tài sản sau thương vụ sát nhập giữa công ty truyền thông của ông Trump Media and Technology Group và Digital World Acquisition (DAVKC). Trump Media and Technology là công ty đứng sau mạng xã hội Truth Social do ông Trump lập ra. Cổ phiếu DVKAC đạt mức 49,95 USD hôm ngày 25 tháng 3, tăng khoảng 185% kể từ đầu năm. Điều đó có nghĩa là ông Trump có thêm 3,9 tỷ USD vì ông nắm 58% cổ phần của công ty. Sau quá trình xác nhập, mã cổ phiếu DGT của Trump Media bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 26 tháng 3 giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ông Trump 77 tuổi được Bloomberg đưa vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Năm ngoái, giá trị tài sản ròng của ông Trump theo Forbes là 2,6 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông Trump khi đó đến từ các bất động sản, từ các tòa nhà dân cư và dân phòng ở thành phố New York đến các sân góp và khách sạn trên khắp thế giới. Eric Trump, con trai ông Trump, phó chủ tịch điều hành của tập đoàn Trump, cho biết trong một tuyên bố, Chúng tôi có một công ty tuyệt vời và cảm thấy vô cùng vinh dự. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá cổ phiếu DVKAC có lịch sử biến động nên khối tài sản của ông Trump cũng sẽ có biến động tùy vào thị trường chứng khoán. Mặc dù vậy, việc có thêm một khoản tiền lớn được xem là yếu tố tiếp thêm sức mạnh cho ông Trump trong hành trình chinh phục Nhà Trắng cũng như giải quyết hàng loạt rắc rối pháp lý mà ông đang đối mặt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo